Bà Nguyễn Thị Thiếu Lệ ở Đà Lạt gắn bó với nghề đan len từ thuở thanh xuân cho đến nay đã 60 tuổi. Nghề đan len đã nuôi sống cả gia đình và cũng là niềm vui, niềm đam mê cuộc sống của bà. Không đơn giản như làm hoa bằng các vật liệu khác như vải, giấy hay đất sét. Mỗi bông hoa bằng len được hình thành với tất cả tình cảm, trí tuệ của người thợ đan. Mai với đào là nó đặc trưng ở Đà Lạt nhà mình, Đà Lạt mình hết, mà mùa gần Tết là hoa đào nó nở, cho nên là mình là dân Đà Lạt mà, cho nên là mình thích lắm. Nên là Tết tới nhìn thấy mai đào là thấy không khí Tết đến nơi rồi, coi như gần Tết thôi, tới khoảng 10 tháng 10, tháng 11 á là thấy khách kêu chị ơi làm hoa đào hoa mai cho em, là mình cảm thấy là nó nôn nao, nó sắp Tết đến nơi rồi đó. là mùa xuân đang đến mà. Khi những cánh hoa riêng lẻ hình thành, cũng là lúc người thợ phải có cách phối hợp hài hòa giữa các cánh hoa để có một bông hoa hoàn chỉnh. Những sản phẩm thủ công như thế này mang về một vẻ đẹp riêng có, độc đáo, chứ không có sự lặp lại đồng loạt như các sản phẩm công nghiệp. Đó chính là sức thu hút của những chậu đào, mai nở trên tay những người thợ thêu. Mình tỉ mỉ mình làm theo đúng bài, với lại mình chịu khó nắn cái khuôn của nó cho nó ra cái cánh cho nó đẹp. Khi mà mình kết thì mình phải để ý là những cái chi tiết nhỏ của nó, ví dụ như cái dáng của cái cành hoặc là cái sắp xếp theo trình tự của bông nụ rồi lá, rồi cho nó hài hòa. Những chậu đào mai bằng len rực rỡ sắc màu với thế dáng đẹp mắt, sinh động đã trang điểm cho đời sự ấm áp tươi vui. Đây chính là những sản phẩm đặc trưng mà mỗi người dân Đà Lạt hoặc du khách đến với thành phố mù sương đều muốn mua sắm, làm đẹp cho mình, nhất là trong những lúc thời tiết chuyển mùa se lạnh. Cả nước ngoài và cả ở đâu người ta cũng thích cái hàng đan tay. Mình mặc á, nó chất lượng từ cái đường kim, đường chỉ, rồi may vá đồ rất là đẹp. Khi ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật, những cây đào, cây mai bằng nghệ thuật đan len, chúng ta như lạc vào một thế giới mùa xuân thu nhỏ với những đường nét độc đáo riêng mà không nhầm lẫn với các không gian khác được. Và như thế, một mùa xuân ấm áp nữa lại về trên những nẻo đường của thành phố mù sương này.